thì sẽ chất lượng hơn là dòng Vegas nhé. Độ êm của nó sẽ là êm hơn này, ăn ít xăng hơn này, và độ bền của nó thì nó sẽ cao hơn. Hôm nay mình sẽ mang tới cho mọi người dòng máy phát điện đang có chương trình ưu đãi với 3 con máy trong tháng này để tăng lên sự kích cầu đối với khách hàng. Con này là dòng của thương hiệu Betech, cực kỳ là chất lượng mà bên em đang bán với giá là hơn 4 triệu một tí nha mọi người. Con này là động cơ xăng 4 thì và nó sẽ có công suất là 2 kW. Như mọi người cùng thấy là con Vegas 1500 công suất của nó là 800W thì bên em đang bán là 3 triệu 650. Còn con này là công suất của nó là 2 kW thì chỉ là trên 4 triệu một tí nha mọi người. Ai mà muốn tham khảo thêm những dòng máy chất lượng của thương hiệu Betech thì có thể liên hệ tới số điện thoại mình để ở góc bên dưới màn hình. Hãy comment này, nhận xét này, gọi điện số điện thoại đánh giá sản phẩm về chất lượng. Còn bây giờ mọi người hãy cùng hướng lên màn hình để xem chi tiết về các dòng sản phẩm của máy phát điện của Betech. Đây là con BT2500 của thương hiệu Betech. Đây là con máy, còn phía đằng sau thì nó sẽ là cái hộp đựng của phụ kiện. Phụ kiện cơ bản thì gồm có một thẻ bảo hành này, sách hướng dẫn. Thì đây là hai đầu jack cắm và bộ dụng cụ để tháo buji. Bộ dụng cụ để tháo buji tới cho mọi người. Giá bán con này đang cực kỳ là ưu đãi luôn mọi người nhé. Bình thường ở trên thị trường là bán 4 triệu 7, 4 triệu 8, có chỗ thì có thể là bán đến hơn 5 triệu, nhưng mà dòng này bên em thì đang bán là trên 4 triệu một tí. Bác nào có nhu cầu cứ tham khảo thoải mái luôn. Bên em có đầy đủ các dòng máy phát điện như là của cả Hyundai, Kama nữa, hay là Genius. Đây là cái giao diện phía trước của máy này, logo Betech phía trên này. Công tắc khởi động. Đây là hai vị trí là mình có thể là cắm sạc cho bộ cục sạc 12V đấy, cái bình ắc quy 12V. Đồng hồ hiển thị điện áp. Công tắc on off của hai vị trí ra của nguồn điện. Đây là cái jack cắm tiếp địa nhá. Mặt nạ ở phía trên này. Mọi người nhìn khung này. Làm cực kỳ là cẩn thận luôn. Từ kể cả là từng cái mối sơn, từng cái mối hàn này hay là sơn của máy này. Dung tích bình của con này nó sẽ là 18 lít. Đó, dung tích bình của nó sẽ là 18 lít. Và đây phía bên trên nó có sẽ có là cái đồng hồ, cái này là cái mặt kính để mọi người có thể là xem được là xăng của mình còn ít hay còn nhiều. Mọi người lưu ý nhé, khi mua máy về, khi test máy thì mọi người phải đổ cho mình ít nhất là nửa bình. Tránh cái tình trạng mọi người mua chỉ có đến 1 lít xăng thì con này nó khởi động không được, nó cứ chạy xong là tắt, chạy xong lại tắt. Mặt bên hông đây thì nó sẽ là cần giật nổ này. Đây là vị trí lọc gió này, le gió của máy này. Kim vòi khóa xăng này. Đó. Đây là cần giật nổ nhá. Con này là sẽ không có đề nổ đâu. Động cơ OHV làm mát ức chế bằng không khí. Cái này là bộ chế hỏa khí của máy. Mọi người nhìn phía xa xa đây là cái ga. Mình giống như kiểu là cái ga này. Ga máy là mọi người có thể điều chỉnh ở đây cũng được này. Mọi người sẽ điều chỉnh bằng con ốc ở đây nhá. Đó, điều chỉnh bằng con ốc ở đây. Bô của máy đây, bô bảo vệ máy là khí thải sẽ đi ra từ đầu này. Lỗ ra này, đây là củ phát. Giá bán chỉ là trên dưới là hơn 4 triệu là một tí. Mọi người thì ai đã sử dụng máy này rồi, comment, nhận xét bên dưới cái phần mô tả của cái video này. Thì bên shop sẽ tiếp nhận hoặc là sẽ phản ánh tới khách hàng những cái ưu điểm và nhược điểm của con này. Dòng này thì sẽ chất lượng hơn là dòng Vegas nhé. Độ êm của nó sẽ là êm hơn này, ăn ít xăng hơn này, và độ bền của nó thì nó sẽ cao hơn. Ưu đãi chỉ có 3 máy duy nhất thôi cho mọi người thôi nhé. Trên 4 triệu này một tí, 3 máy duy nhất trong mùa hè này thôi. Thì ai nhanh tay thì có thể là đặt được cái dòng thương hiệu này của thương hiệu Betech. Chạy được điều hòa nhé mọi người, yên tâm. Dòng 2 ký này của thương hiệu Betech chạy được điều hòa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.